Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Yato Việt Nam. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá hai mẫu cuộn dây điện tự rút của Yato có mã số lần lượt là IT81220 và IT81221. Các bạn có thể thấy đây là hai mẫu dây điện tự rút. Mẫu 81220 thì có chiều dài là 10m, còn mẫu 81221 thì sẽ có chiều dài là 20m. Về thông số cơ bản thì cả hai cuộn gần như là tương đương nhau về chất lượng cũng như là về các tiêu chuẩn, còn chỉ khác nhau về chiều dài thôi. 81221 thì sẽ là 20m và 81220 sẽ là 10m. Thì mình sẽ bỏ cuộn 81221 ra, 81220 ra thì chúng ta sẽ khám phá cuộn dây này nhé. Vâng, đây là bao bì đóng gói của cuộn dây điện tự rút IT81221. Thì các bạn có thể thấy các tiêu chuẩn và hình dạng của sản phẩm đều được in lên trên đây. Thì chúng ta sẽ có một cái dây hơi tự rút 20m này, có công suất là 10A 220V và có thể tải được 2500W nhé. Cáp H05VVF, đây là một tiêu chuẩn cáp mềm có thể quấn và thay đổi được hình dạng, có thể sử dụng cho các thiết bị điện chẳng hạn như máy cưa, máy mài, máy cắt, vân vân, dễ dàng thu ra, thu vào. Và có tiêu chuẩn ổ cắm E, và ổ cắm có thể đáp ứng được tiêu chuẩn ổ E và ổ F. IP34, đây là một cái tiêu chuẩn về bảo vệ. Thì mình sẽ phân tích IP số 3 thì có nghĩa là có thể ngăn cản các vật cứng có đường kính 2,5mm không thể xâm nhập được vào bên trong sản phẩm. Và số 4 thì tượng trưng cho khả năng bảo vệ nước, sản phẩm có thể chịu được áp lực nước của máy phun vào và có thể tự động rút. Bên trong có 4 vít nở để hỗ trợ khi mà chúng ta bắt lên tường và giá treo. Rồi, ok, sau đây mình sẽ mở ra và giới thiệu cho các bạn. Khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất là hướng dẫn sử dụng. Phần thứ hai là một phần đế pad để chúng ta gắn lên tường và để treo cái hộp này lên trên. Chúng ta sẽ có hai dạng treo, một là treo dọc như thế này, hai là treo đứng như thế này. Chúng ta đều có thể thao tác được với cả cái dây. Rồi, sơ qua về cái cuộn hướng dẫn sử dụng ở đây thì chúng ta sẽ có một cuộn dây điện dài 20m, cuộn IT81220 là 10m và có thể chịu tải được điện 250V, công suất là 2500W, nghĩa là khi mà chúng ta cắm tổng các thiết bị điện để cái sản phẩm này chịu được thì nó sẽ nằm trong khoảng 2500W, kể cả nới ra hay cuộn vào. Một số trường hợp như là dây rulo cuộn ấy thì sẽ chịu tải được cái này, nó khác khi mà chúng ta để trong quá trình cuộn vào thì sẽ sinh ra từ trường bên trong thì cái công suất chịu được sẽ nhỏ hơn cái công suất mà chúng ta kéo dài ra. Nhưng đối với cuộn dây này thì đều không thay đổi, khi mà tháo ra cũng như thu vào nó đều chịu tải được 2500W và 10A. Rồi, đi sâu hơn về sản phẩm, chúng ta sẽ có một hộp nhựa PVC bên ngoài và bên trong sẽ có một kết cấu với một sợi dây điện dài 20m với tiêu chuẩn H05VVF. Dây rất là mềm, có thể bẻ hoặc là biến dạng cực kỳ tốt. Đây là một cái ổ cắm tiêu chuẩn của E, thì đây sẽ có một cái pick cắm tiêu chuẩn của F, chúng ta đều có thể sử dụng được với nó. Cái tiêu chuẩn này sẽ rất là phù hợp để sử dụng với cả cái ổ cắm này nhé. Còn ngoài ra, đây là một cái pick cắm tiêu chuẩn E chúng ta hay gặp ở trên những cái thiết bị điện tử như máy tính và thiết bị nồi cơm điện, chúng ta sẽ có thể cắm tiếp điện hợp lý cực kỳ luôn, không thừa và hoàn toàn ổn định. Chúng ta sẽ có một đầu vào pick cắm cũng có tiếp điện luôn. Đây nhá, đoạn này rơi vào tầm khoảng 4m là dây đầu vào. Còn khi mà chúng ta kéo dài ra, đoạn dây này sẽ dài 20m.
chúng ta sẽ có thể thao tác khi mà kéo ấy, các bạn nghe tiếng nhá, nghe tiếng tạch là chúng ta dừng lại thì dây sẽ tự hãm lại, và khi mà chúng ta muốn thu vào thì chúng ta chỉ cần kéo nhẹ ra một tí thôi là dây sẽ có thể quặn vào. Mình cũng có thể tháo cái củ này đưa lên trên đây để thả cái đoạn dây này thừa ra nhiều hơn đó. Còn về cái ổ cắm này, ổ cắm này sẽ có cái tiêu chuẩn IP44, nghĩa cái ổ cắm này sẽ có thể bảo vệ pick cắm dưới tác động của nước và bụi dùng trong công trường. Chúng ta khi mà đóng vào như này thì nước mưa hoặc là các cái vòi cao áp xịt vào cũng không thể nào mà vào nước được ở bên trong cái ổ này gây an toàn đó khi là trong quá trình đóng vào. Bởi vì là một cái sản phẩm công nghiệp nên là nhà sản xuất đưa ra tất cả những cái giá trị an toàn tốt nhất cho người dùng. Mình sẽ nhắc lại, sản phẩm có chiều dài là 20m dây và có thể chịu được tải là 10A lên đến 2500W, điện 250V. Ở đây chúng ta sẽ có một cái dơ le, khi mà quá tải thì cái dơ le sẽ đóng lại, ngắt toàn bộ điện để bảo vệ thiết bị bên trong và bảo vệ dây nữa. Thì trong quá trình dùng thì cái dơ le này nếu mà quá tải nó sẽ nhảy, chúng ta sẽ để một lúc, khi mà cái dơ le này nguội thì chúng ta có thể bấm vào để kích hoạt lại, sử dụng lại dây nhé. Mình đánh giá cái thiết kế này tương đối là đẹp, nó sẽ được thiết kế bởi hai màu, màu đen và màu đỏ. Ở bên trên cũng có những cái mắt như kiểu để tản nhiệt đấy, dạng tổ ong, nhìn sẽ rất là khỏe. Được làm từ vỏ nhựa PVC. Ở cái trục này cũng là cái trục được làm từ sơn tĩnh điện này. Chúng ta sẽ có những cái cách lắp cực kỳ tiện. Cái giá này sẽ có đi kèm với cả 4 vít nở để chúng ta có thể bắt lên trên tường. Đây, chúng ta sẽ có 4 cái vít nở để bắt lên trên tường, gá vào 4 cái góc của cái pad này. Và trong khi bắt pad thì chúng ta sẽ có hai kiểu bắt, thứ nhất là bắt thẳng đứng này, bắt ngang này và bắt thẳng đứng. Thì chúng ta đều có thể gài vào cái cuộn dây này, nhìn sẽ thu ra lắp vào sẽ cực kỳ tiện. Ở bên trên này còn có một cái con ốc để chúng ta cố định nó nữa. Chúng ta có thể treo đứng như này và treo dọc như này, cực kỳ tiện lợi. Vâng, chúng ta vừa tìm hiểu mẫu dây điện tự rút của Yato với mã số IT81221 20m. Ngoài ra chúng tôi còn có một mẫu nữa 10m IT81220. Em có thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp số hotline 0936188800 hoặc truy cập website yato.vn để tham khảo các sản phẩm khác. Xin chào, hẹn gặp lại.